Xin chào các bạn, hiện nay tôi đang có mặt nhà thờ giáo xứ Tân Châu, xã Trực Hùng, huyện Trực Linh, tỉnh Nam Định. Ở đây hôm nay có cái lễ hội, các bạn thấy người ta treo rất là nhiều những cái cờ phớn này, tung bay rất là đẹp. Trong ta thấy họ đang treo cờ và đang làm lễ tụng kinh kìa. Bây giờ ta sẽ đi vào bên trong để coi nhé. Giáo xứ Tân Châu, giáo hạt Linh Cường và giáo phận Bùi Chu. Đây là con đường đi vào đây. Trên đường vào tôi thấy rất là nhiều cờ hoa, rất đẹp. Và đây chính là cái mặt tiền của ngôi nhà thờ giáo xứ Tân Châu nha mọi người nhé. Đây là một cái ngôi đền mà mặt tiền nhìn ra con sông Linh Cơ các bạn, trước mặt nhà thờ đấy các bạn. Nhìn ra con sông Linh Cơ rất là nổi tiếng của Nam Định. Tôi đã xuống sân để tôi quay cho các bạn này. Mặt tiền của ngôi nhà thờ này gồm có 3 phần chính, 3 tháp chuông, tháp chính giữa là cao nhất, 2 tháp hai bên thấp hơn một chút. Tôi sẽ quay zoom lại cho mọi người nắm được kiến trúc của ngôi nhà thờ này nhé. Rộng rãi. Đây là khuôn viên bên phía tay phải của nhà thờ đấy các bạn này. Đây chính là khuôn viên bên tay phải đấy các bạn. Mình thấy có một hàng phù điêu, một không gian khá là sạch sẽ. Thank you.
trước với đồng mục vụ. Anh chị giáo viên viên và thư ký chúng con thân mến, hôm nay chúng ta hợp với hội thánh toàn cầu vui mầu nhiệm Đức Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm sâu thẳm nhất và là điểm tới của tất cả mọi hoạt động của hội thánh đều hướng về làm vinh danh Đức Chúa Ba Ngôi. Anh em đi rao giảng cho quân dân, đặt thắp lửa cho họ như danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế hôm nay cũng rất là đặc biệt đối với giáo hàm chúng ta. Cha xin thay mặt cho tất cả giáo hàm cảm ơn Cha Sứ, quý thầy, quý vị, quý chức, quý ông bà quản đã tổ chức một khóa huấn luyện sư phạm giáo lý viên, con người hôn đệ, con người tín hữu. Thế hôm nay chúng ta thường để tạ ơn Chúa đã cầu nguyện và gửi ân nhân cho khóa học cũng như tất cả anh chị giáo lý viên trong toàn giáo hàm chúng ta, để từng giây phút khi chúng ta dạy giáo lý là chúng ta sống thật sự bản chất thân sâu của mình là vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta cầu nguyện cho nhau. Giờ đây chúng ta thành tâm thôi để phía sau cùng của ngôi thánh đường này các bạn, rất nhiều những cái nét kiến trúc rất đẹp. Và đây là cái khuôn viên bên tay phải của nhà thờ đấy các bạn. Và đây là những hình ảnh cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn về nhà thờ giáo xứ Tân Châu. Tôi sẽ kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.